Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ chủ đề nói về Thầy Minh Tuệ dạy tu dành cho người tại gia. Thầy Minh Tuệ luôn nhắc nhở cho mọi người tu tại gia đó là phải giữ năm giới. Tại vì nhiều khi mình không biết là mình chỉ giữ được có một hai giới đó các bạn. Cho nên Tuyết Già chia sẻ lại cái lời của Ngài Minh Tuệ mà dạy cho chúng ta coi như là thực tập tại gia. Nó nếu mà ai mà biết rồi thì xem cho vui nha các bạn. Tại vì năm giới cấm nhà Phật này á thì nếu mà ai mà quy y rồi á thì đều biết đúng không? Đó là tiết già chia sẻ cho những bạn nào chưa biết tại sao mình ở tại gia mình tu tập mà mình phải giữ cho được năm giới. Nếu mình không giữ được năm giới thì mình không có hạnh phúc, không có an vui không có được cũng như là bình yên đó các bạn tại vì á, năm giới này á, là hả có cái giới sát sanh nè à, là trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu năm giới cái giới sát sanh này á là cũng như là mình không sát sanh nha các bạn nếu mình không sát sanh á thì tiết già chia sẻ với các bạn vậy nè thì mình ăn chay có tránh được không sát sanh không mình ăn chay như vậy đó là mình cũng như là ăn rau cỏ nè, rồi làm sao? Rồi các bạn thấy không? thì cái ăn chay của chúng ta là trước tiên á chúng ta tránh được cái gì không sát hại động vật nó Tại vì người ăn chay là không có dùng những cái thực phẩm mà thịt cá thì coi như là mình được cái lợi này ha các bạn. Rồi nhiều khi mình nói rằng là rau cỏ là lòi như thế nào à mình ăn mình có sợ hay không tại vì cái lòi mà rau cỏ này á là lòi nõn xanh nên cần cúng dường cho tất cả để được phước báo ấy mà cũng như là tiến hóa trong cái bát hồn vận chuyển mà tiết già đã học và chia sẻ cùng các bạn cho nên các bạn ăn rau cỏ là coi như yên tâm nha các bạn không có gì hết tại sao mà mình phải ăn chay là lý do là mình à, tránh ăn những cái loại động vật á là đang dần dần theo từng cấp tiến hóa cũng như là sắp đến nhân hồn á các bạn cho nên mình á mình vô tình á mà mình giết hại á thì coi như ở đây á không ai bắt tội mình đó ăn tôm ăn cá ăn cua còn sống không có ai bắt tội mình hết các bạn thấy không ăn vẫn bình thường nhưng mà tính theo cái luật nhân quả cho nên nhân nào quả nấy Tức là mình phải trả quả Chứ không có ai bắt tội mình nha các bạn Đó là tiết dạy học nó Để cho cũng như là phân tích Để các bạn giữ giới Mà các bạn sống tại gia Các bạn tu tập tại gia Các bạn có chồng, có vợ, có con, có gia đình Các bạn bình yên, hạnh phúc Coi như là các bạn không có Còn sợ lo lắng Những cái điều mà nó bất lành, bất thiện nữa Thì bây giờ tiết dạy chia sẻ nè cả những cái à, tiến hóa của cũng như muôn lò dạng vật á là nhờ điển linh quang của đấng thượng đế. Cho nên á nhiều người nói rằng là mình ăn chay á thì cũng có tội sát sanh vậy. Đó rất rất nhiều người nói như vậy. Đúng không các bạn? Nhiều người sẽ nói rằng là cũng như là mình nhắc cái cọng rau cọng cỏ thì nó cũng có cái sự sống. Cái này á nói thì cũng đúng. Nói chung là nói mà bình thường á thì nó rất là đúng mà tiết già nói đây á, là trong kinh trong sách chứ tiết già không có nói ở ngoài nha các bạn lời thảo mộc á, là được thượng đế ban cho cái điểm nguyên hồn nha các bạn cho nên á để cũng như là làm sanh tồn để tạo cái sự sống cho muôn loài dạng vật trong đó có loài người thì tức là mình gì mình cũng như là mình ngắt cái cọng rau á là cái thân nó đâm chồi các bạn thấy không nó đâm chồi mới liền các bạn nhìn thấy nè các bạn ngắt cái đầu cái con thú nè rồi á là nó có đâm được cái đầu khác không cho nên á cái lời mà thú cầm hồn này á là mình cắt đầu nó thì nó không sống được đó là trong kinh trong sách dạy nha các bạn nên á mình chịu gọi là luật nhân quả đó các bạn thấy không chứ không có ai bắt tội mình hết cho nên đâu có ai mà cấm mình ăn coi như là thịt động vật đâu Không có ai cấm hết Người ta chỉ giống như là khuyên mình thôi đó các bạn Các vị cũng như là cao tăng, các vị thánh tăng á Là để khuyên mình, để mình tránh được cái gì Tránh cái luật nhân quả đó các bạn Rồi Tiết Già chia sẻ nè Lòi thảo mộc á là nó có sự sống Nhưng mà nó cũng như là chưa có tri giác Đó các bạn thấy không? Nó không có tri giác, nó không biết gì hết trơn á mình ngắt rau ngắt cỏ nó không có chạy trốn đâu hết nhưng mà cái loài động vật các bạn dí nó đi là nó chạy dữ lắm luôn nhất là hả con gà mà mình dí nó là nó biết mình là sắp sửa giết nó rồi đó là nó chạy rất là nhanh vậy đó các bạn rồi ví dụ như vậy cái lòi thảo mộc đó các bạn biết không nó cũng có những cái lòi thảo mộc mà cấp cao tức là ví dụ như cái cây mắc cỡ đi ha là mình đụng vô á là nó biết mắc cỡ đúng không các bạn nó khép lại có những cái lòi hoa nó tỏ hương sắc á, thơm để cũng như là nó dụ côn trùng lại vậy đó rồi đây là lòi gì lòi thảo mộc bắt đầu nó có chút chút gọi là tri giác rồi đó các bạn những cái loài thảo mộc này á là thường cúng dường cho những ai mà giống như đau ốm làm thuốc đúng không các bạn tất cả muôn loài á là coi như là tự tìm phước báo mà tiến lên dù cái lòi cây ha hay là động vật ha tất cả gì hết chúng ta phải tự tìm đó các bạn nó mình cũng vậy nữa mình cũng tự tìm cái phước báo để mình tiến lên cho nên tại sao mà có rất nhiều người người ta sống trong hạnh phúc vui vẻ người ta giàu có người ta sang trọng người ta quyền quý còn giống như mình tại sao mình nghèo à, rồi mình thiếu tiền thiếu bạc là cái lý do là mình cũng như là mình không có tự tìm cái phước báo để mình tiến lên đó là tiết già chia sẻ bởi vì sao tiết già cũng như là từng nghèo từng khổ từng gian nan cho nên tiết già mới hả học đạo để hiểu để cũng như là hả thực hành và tìm cách tiến lên đó các bạn rồi trong kinh có dạy rằng là từ bi ngũ cốc đã ban dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân đây là trong lời kinh dạy cho mình nó ngày xưa đó là tiết già dựa theo cũng như là hạ kinh điển kinh sách rồi tiết già sanh con á là từ lúc lọt lòng cho đến mười mấy tuổi tức là 12 hai ba tuổi tiết già cho ăn chay trường luôn đó các bạn uống sữa ăn bột là bột bình thường rồi ăn cơm là ăn cơm với đậu hũ tại vì đậu hũ nó mềm nó dễ ăn nó các bé rất là dễ ăn các bạn á, nói rằng á, ăn như vậy á, sợ nhiều khi á, nó không có đủ chất cho một đứa trẻ đúng không các bạn nhưng mà hạ con của tiết già đó là coi như con trai đó là cao một m bảy nha các bạn rất là thông minh con gái á, thì cũng khoảng một m sáu mà nói chung á là các em cũng được cái duyên lành mà nhờ cũng như là tránh được cái sát sanh hại vật cho nên các em tránh được rất là nhiều mà cái luật nhân quả cho nên các em cũng đi làm kiếm tiền mà lương các em cũng từ bốn năm triệu đủ sống đó các bạn tức là nhờ cái phước đức chay lạc tránh được cái sự gì sát sanh hại vật tuy các em không có giàu nhưng mà vẫn có cuộc sống nó còn hơn mình rơi vào một cái hoàn cảnh nghèo khổ túng thiếu thì nó rất là đau buồn đúng không các bạn. Tí già chia sẻ tại sao mà thầy Minh Tuệ á luôn luôn á là nhắc mọi người giữ năm giới là cái lý do này. Thầy Minh Tuệ luôn luôn muốn tất cả mọi người phải sống an vui hạnh phúc đó các bạn. Tí già chia sẻ với các bạn cái giới tiếp theo á là cái giới trộm cắp. Thì cái giới này nói chung là dễ lắm thời buổi này á, nói chung là ai cũng làm có tiền rồi cũng không có ai mà cũng như ăn cắp bằng trộm chi đúng không nó cái này cũng dễ dữ rồi các bạn sẽ nói rằng từ nhỏ tới lớn tôi chưa có ăn cắp ai mà trái cà trái ớt hết đời hay nói như vậy các bạn có nghe vậy không thì cái này cũng giỏi đúng đúng không nhưng mà lại vô tình ham của thế gạt người ta cả tỷ luôn đó là tiết già cũng như phân tích chứ không có nói xấu ai nha các bạn hoặc là mình lấy chồng lấy vợ mà về bên vợ bên chồng mình thấy cũng như người ta có điền sản của cải vật chất đúng không cái tự nhiên cái mình hả thấy như vậy cái mình muốn người ta ký tên cho mình mình muốn hốt của người ta hoặc là mình thấy bên vợ bên chồng mà giống như người ta có bề thế giàu có đó cái tự nhiên cái mình muốn giống như cái của người ta đây cũng là cái gì coi như là cái cách mà gọi là gì trộm cắp nha các bạn mà này, cái này á, nó trộm cắp rất là cao cấp nữa đó rồi những người này á, các bạn biết không tiết già thấy luôn nha nhưng mà không phải ai cũng vậy nhiều khi người ta trộm cắp mà cuối đời á, người ta vẫn sống khỏe re hà các bạn rất là lạ cái chỗ này nhưng mà có những người á, người ta trộm cắp xong á, là cuối đời người ta mang những cái chứng bệnh nan y cái chuyện này cũng có thật luôn đó là tiết già chia sẻ và phân tích nó rõ ràng chứ không phải là ai cũng vậy nha các bạn tùy theo coi như là cái duyên nghiệp của mình tùy theo cái phước báo của mình có vượt qua hay không rồi cái giới mà gọi là thứ ba nè là cái giới tà dâm nó thì nhiều bạn sẽ nói rằng tôi có vợ có chồng thì hả tôi chung thủy tôi chưa bao giờ mà giống như tà dâm đúng không nói chung là cũng không dám nữa sợ chồng hay là vợ nó bắt được nó rất là nguy cho mình cho nên mình lén lút mình trộm nhìn gì đó mình khởi sanh mình ý niệm mình cũng như suy nghĩ gì đó rồi các bạn thấy không một hôm á, tự nhiên mình gặp một cái cô gái đẹp quá cái tự nhiên mình à, đem lòng giống như mình si mê nè Rồi mình nhìn thấy vợ con mình ở nhà giống như nó sanh đẻ nhiều à, nhiều con quá rồi cái hả tự nhiên hả nàng đã xấu đi rồi đó vợ con thì khổ sở xấu xí không có trang điểm mà coi như hả Cái cô gái này đẹp quá mà cô này cũng có cảm tình với mình nữa mặc dù chưa có tà dâm gì hết nha hai người chưa gì hết nhưng mà khởi lên cái ý niệm sanh lòng tà dâm đó các bạn thấy không có những cái nó rất là lạ bởi nhiều khi mình nói tôi giữ giới coi như rất là nghiêm khắc tôi không bao giờ có đâu nhưng mà có những cái mình vô tình đó các bạn biết không mình không có học kỹ đó mình phạm giới mà mình không biết cũng như tất cả chúng ta đó là thân phàm xác thịt nè rất là dễ mất lỗi lầm nên á, thầy minh tệ á, luôn luôn á, cũng như là nhắc nhở giữ giới là cái chỗ này nè các bạn để cũng như mình có được cái đời sống an lành yên vui hạnh phúc nó ngày coi như là lúc nào cũng muốn tất cả chúng ta đều sống gì vui vẻ hạnh phúc an bình đúng không rồi cái giới mà tiếp theo á, là cái giới nói dối cái giới này á, nó dễ nhưng mà nó khó cái chỗ này nhiều khi mình mua bán là các bạn biết không nó vì quá mê tiền tài vật chất mê giàu sang phú quý rồi mình phải nói dối đúng không cái hàng nó xấu mình nói là cái hàng nó đẹp gì đó để cho người ta mua về rồi cái người ta thất vọng còn ở đây mình hốt một cái số tiền càng ngày mình càng giàu đây là coi như mình phạm vô cái giới gọi là nói dối muốn cho người ta cũng như là tôn sùng mình rồi lại nói rằng tôi tu dữ lắm mà không có tu đúng không cũng là nói dối nói chung là rất là nhiều cái lỗi mà để cho mình nhiều khi nó vô tình thôi đó các bạn đó là tiết già học biết nhiêu thì tiết già chia sẻ nhiêu chứ tiết già không có phải là người sư người thầy tài giỏi gì hết tiết già cũng là người con phật đang trên đường học phật thì tiết già chia sẻ để những bạn nào muốn học Phật thì các bạn học một cách rất là dễ dàng tại gia đúng không các bạn rồi còn một cái giới nè cái giới tiếp theo nữa là cái giới thứ năm này là giới cấm không được uống rượu thì cái giới này á là tuyệt đối coi như là kể cả kinh doanh rượu bia luôn nha các bạn nhưng mà tiết già chia sẻ về đạo nha tiết già nói rõ ràng nha còn cái vấn đề mà Ai mà kinh doanh á là cái chuyện nó đời không liên quan đến đạo. Nó tại vì đời á đó là coi như là không có ai cấm mình hết á, mình muốn ăn muốn nhậu, muốn xài, muốn làm cái gì cũng được hết. Mà đối về đạo á thì coi như là mình phải giữ giới, phải à, giống như là nghiêm ngặt thì cái cuộc đời mình mới được hạnh phúc. Mà đạo á thì cũng không có cấm mình luôn nha các bạn. Không có cấm mình cái gì hết luôn. Chỉ dùng lời từ bi mà khuyên ai lỡ uống bia thì nên bỏ. đó các bạn thấy không? cũng như là trong đạo á, là dùng những lời nhẹ nhàng từ bi để ha, các ngài khuyên bảo chúng ta để chúng ta đừng có phạm giới để chúng ta rơi vào những cái dòng nhân quả đau khổ tại vì thời mạt pháp á, mà cái thời cuối cùng này các bạn biết không đang kiển thế nên có những cái gì ân quán mà nhiều đời nhiều kiếp đó, gọi là quan gia trái chủ rồi nó thấy mình đang sai các bạn biết không rồi cái lúc mà mình hết phước mình cạn kiệt phước rồi nó tới nó xô đẩy mình rồi đến cái cảnh đời đau khổ như tai nạn xe cộ nè rồi giống như là hả mình đánh nhau nè, chém giết, đánh lộn, chửi cha mắng mẹ coi như là phá làng gì đó các bạn đúng không? Rồi các bạn khi mà các bạn tỉnh rượu rồi, các bạn nó ủa sao kỳ vậy? tự nhiên sao tôi sai dữ rồi tôi hả làm những cái chuyện này nó không có đúng đó các bạn thấy không? Tức là không phải mình mà có những cái quan gia trái chủ nó len lỏi vào trong cái thân của mình trong cái tâm trí của mình trong cái lúc mình say rượu như vậy rồi nó hả xúi dục mình làm những cái chuyện coi như là hả không có được mà thiện lành cho nên mình xảy ra những cái chuyện mà nhiều khi mình đi đến tù tội nữa đó các bạn cho nên thầy minh tuệ nhắc nhở mọi người phải giữ giới là cái lý do này vì thầy đã tu theo hạnh đầu đà nên á, thầy thấy rất là rõ thầy thông hiểu giới lực để dạy cho chúng ta nó còn tiết già là người gì chỉ chia sẻ lại thôi chia sẻ lại với những bạn nào chưa hiểu về giới lực còn nếu những bạn nào mà hiểu rồi thì xem cho vui nha các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo